Hoa hậu Yến Nhi nắm tay Hồ Hoài Anh tái xuất ngày giỗ tổ, làm hành động gây chú ý sau thời gian ở ẩn. Kể từ sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Yến Nhi ở ẩn, nguyên nhân là bởi cô nàng vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến phát ngôn. Mới đây, sau nhiều tháng ở ẩn, người đẹp Bình Định đã có động thái chính thức đầu tiên. Theo đó, vào ngày 26 tháng 9, chàng sao Việt cùng hướng về lễ giỗ tổ ngành sân khấu tại công ty Sen Vàng, nơi quản lý nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp tiềm năng, đã tổ chức lễ cúng rất hoành tráng. Các nàng hậu có mặt đông đủ để dâng trái cây, hoa tươi, vật phẩm để cầu mong sự thuận lợi suôn sẻ trong hành trình sắp tới. Gây chú ý hơn cả là động thái của hoa hậu Yến Nhi sau hơn 2 tháng đóng băng vì loạt scandal phát ngôn và miệng. Theo đó, nàng hậu gốc Bình Định đã gửi giỏ hoa đến công ty chủ quản kèm dòng chữ Hoa hậu Huỳnh Trần Yến Nhi kính dâng tổ nghiệp. Trong đoạn clip được hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ, khoảnh khắc giỏ hoa của hoa hậu Yến Nhi đã vô tình lọt vào ống kính máy quay. Có thể thấy dù đang ở ẩn nhưng nàng hậu vẫn nhớ ngày giỗ tổ sân khấu dâng hoa như một nghi thức để thể hiện lòng thành kính với tổ nghiệp. Tuy nhiên cô vẫn không xuất hiện cùng các chị em của mình trong ngày giỗ tổ. Theo một nguồn tin thân cận, hoa hậu Yến Nhi dành thời gian này để học tiếng Anh, rèn luyện các kỹ năng mềm và sẽ trở lại vào một giai đoạn thích hợp. Yến Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023 vào tháng 7 năm 2023, chỉ vài tuần sau khi đảm nhận cương vị mới, hoa hậu Yến Nhi dính vào những ồn ào không đáng có vì phát ngôn vạ miệng. Kể từ sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, nếu như hai á hậu Minh Kiên và Đào Thị Hiền chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện, dự án cộng đồng thì hoa hậu Yến Nhi gần như mất hút khỏi showbiz. Hiện tại chưa rõ thời gian cô quay lại với công chúng. Ngoài Yến Nhi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa qua cũng gây chú ý khi bất ngờ tái xuất để đi cúng tổ nghề sân khấu sau thời gian gần như ở ẩn hậu ồn ào tại Tây Ban Nha hồi năm ngoái. Theo đó, hơn một năm qua, Hồ Hoài Anh im hơi lặng tiếng, hoàn toàn mất hút khỏi showbiz. Nhiều người trong giới khẳng định thực tế nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn làm nghề, vẫn chăm chút cho công ty rất hoành tráng của anh. Tuy nhiên, anh dường như từ chối xuất đầu lộ diện. Cho đến mới đây nhất, trên trang cá nhân của nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ những hình ảnh cùng tổ nghề sân khấu. Điều đặc biệt là có sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cúng tổ nghề, mong cho sức khỏe, đoàn kết, công việc tốt và có nhiều sáng tạo với nghề để được tiếp tục cống hiến cho xã hội về lĩnh vực nghệ thuật giải trí. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu viết, qua những hình ảnh hiếm hoi sau hơn một năm ở ẩn, nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không thay đổi là bao. Dẫu vậy, những hình ảnh này vẫn nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ dân mạng, bởi kể từ sau lùm xùm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gần như biến mất khỏi showbiz Việt. Hồi cuối năm 2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xuất hiện tại mini concert The Palace của ca sĩ nhạc sĩ Mark Anh Tú, nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa. Được biết, Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh chịu trách nhiệm điều hành chung, diện trang phục quần Âu, áo sơ mi tối màu. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lặng lẽ ngồi trong góc khán phòng quan sát toàn cảnh sân khấu. Anh hạn chế tương tác với mọi người xung quanh, tập trung tuyệt đối vào công việc của mình. Đó là lần hiếm hoi Hồ Hoài Anh xuất hiện tại sự kiện âm nhạc sau bê bối tại Tây Ban Nha. Trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh hoàn toàn im lặng, không cập nhật hoặc đăng tải bất kỳ điều gì sau những ồn ào ở Tây Ban Nha. Nam nhạc sĩ cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Mới đây, cái tên Hồ Hoài Anh cũng gắn với lùm xùm về phát ngôn trong họp báo live concert của Hoàng Thùy Linh hôm 6 tháng 9. Khi được hỏi về vai trò của Hồ Hoài Anh trong đêm nhạc, Hoàng Thùy Linh trả lời vòng vo và né tránh nhắc đến Hồ Hoài Anh tạo ý kiến trái chiều.